lap 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 lap. Trời ơi là trời. Thằng khốn nạn hi ha pha ke, mày đặt bom nhà tao, tổ sư nhà mày. Tao chù cho dòng họ mày bị bể nhà y chang mày bị làm nhà tao vậy đó thằng khốn nạn. Trời ơi, mày bắt tao phải xây lại cái làng như vậy á? Tại sao mày đặt bom nhà tao? Trời ơi. Tao chù cho mày bị bể làng như tao. Ừ, mà mình cũng làm cái làng nó vậy rồi. Nhưng mà trời ơi, tôi tức quá mà. Tại nó mà bây giờ tôi phải ngồi, tôi phải xây cái làng lại nè. Tôi phải xây lại cái mảnh đất này. Trời đất ơi, trời ơi, có gì đâu mà buồn. Buồn lắm á bạn ơi, buồn lắm đó. Trời ơi, bây giờ tôi đang xây lại nè. Phụ một tay đi được không? Trời ơi. Phụ bằng cách nào? Giờ cái nhà này là chỉ có đặt đi xây lại thôi chứ phụ. Ờ, tào lao đi bà nội, nó còn nguyên một phần sau kìa. Làm lại cái mảnh đất này thì mới xây lại được chứ. Trời thôi được rồi, phụ cho một xíu nè. Trời ơi, tất cả là tại cái thằng Hi Ha Pha Ke đó, tôi bực bội thiệt chứ. Mà không những nó đốt nhà ông luôn ha, dữ thiệt chứ, thằng này nó láo cá thiệt. Tôi cứ tìm tụi mình hoài bực bội này chứ. Bây giờ cái làng của tôi nè, bà nhìn đi, nó còn trong cái nhà tôi chứ còn trong là cái nhà nữa hay là không? Đúng rồi đó, đâu phải là cái nhà nữa đâu, bây giờ là nhìn nó như là cái đống đổ nát vậy. Công sức của mình đổ sông đổ biển hết luôn rồi. Bực bội đi mà chứ. Lúc đó nó làm mà không biết luôn á hả? Lúc nó làm nổ không biết không? Tôi vừa tới là nó vừa kích hoạt luôn, lấy gì mà tôi không biết. Cái đồ thằng này bố láo nha. Nó còn mặc giáp kim cương nó đánh tôi nữa. Trời ơi. Phải hết căn nhà hơn thật á. Thôi mệt quá, để tạm nó vậy đi. Chúng ta đi kiếm thằng đó để xử nó coi. Cho hả lòng hả dạ tôi mới được. Tôi bực bội quá rồi, không thể nào như vậy được rồi. Thôi ơi, các bạn tôi bây giờ nhà tôi nè, biết chừng nào xong luôn á. Rồi, bây giờ trời ơi, ở đây còn bị nổ nữa nè. Nó mất dạy thì chứ thằng này quỷ. Đây, nó đang bị giam bên cái làng Hi Ha Âu của tôi đó. Lần trước nó đuổi tôi qua bên đó, xong rồi tôi nhờ mấy thằng kia làm một cái bẫy, xong rồi dụ nó, xong rồi thế là nó bị bắt. Nó giam qua vũ trụ làng Hi Ha Âu, nó ngu vậy. Đúng rồi. Nó bỏ tay bà Hi Ha không à. Nó tôi khôn mà, tôi dẫn nó qua đó. Bây giờ đó các bạn à, lần trước các mình đã cho các bạn gọi là comment lên là gọi là kiểu như gọi là để hành hạ mấy thằng đó, cái thằng quỷ đó đó các bạn. Nên các bạn cũng đã comment gửi ý kiến cho mình rất là nhiều rồi. Các bạn nào là trụng thằng đó vô nước sôi, nào là cái gì đánh nó, cái gì mà từ lưa hết. Đúng là các bạn, bạn quả nhiên là các bạn đúng là ác độc thiệt đó. Nhưng mà mình thích các bạn à. Đối với một thằng mà nó phá nhà mình như vậy, phải cho nó nếm mùi hậu quả. Mùi thế nào là quả táo thì nó mới sợ các bạn à. Nên bây giờ gì thế, mình sẽ tiến thẳng qua tới làng Hi Ha Âu luôn. Để chi? Để cho tự thằng đó cho bằng được đó mợ. Nhanh lên. Ủa, nhanh lên. Ủa vậy là đang bị nhốt bệnh đó hả? Đúng rồi, nó đang bị H1H4 giữ bệnh đó. Đi thôi. Quá rồi. Lần trước đây là nhà đen xây của Hi Ha Đét nè giùm mi. Hi Ha Đét. Đúng rồi, Hi Ha Đét. Một Hi Ha lửa địa ngục, gọi là giống như là Ha Đét đó biết không. Nhưng mà nó chơi chữ là Hi Ha, xong rồi kia là Ha Đét, xong có hai chữ Ha giống nhau nên nó đặt cái chữ Ha nó nằm ở giữa, kiểu gọi là hoán đổi từ Hi Ha qua Ha Đét đó, kiểu vậy vậy á. Đây là thằng này mới vô làng đó. Cái gì đây? Nhà của Hi Ha Đét đang được thi công. Hi Ha lửa xanh. Hello Hi Ha Đét. Hello. Ờ, mới đến làng à. Hello. Kia lạ vậy. Tao nhớ là H1H4 đâu có cho dẫn người con gái nào qua làng đâu. Trời ơi, đây chính là Jimmy, người yêu của tao, và tao bảo lãnh Jimmy qua đây. Ồ, đúng rồi, bảo lãnh là được qua. Ok. Vậy thôi, muốn làm gì làm đi. Hello làm... Hi Ha Đét. Hello bạn, tôi đang xây nhà bạn ơi. Hi Ha Đét ngầu dữ, xối ca. Ừ, ngầu dữ ha. Trời, có con ngựa kìa. Con ngựa này, con ngựa lửa xanh luôn này Jimmy. Thôi ngửa xuống mà lửa xanh luôn, xịn dữ trời. Wow, hấp dẫn dữ nha. Thôi đi qua coi fan nạc luôn các bạn ơi. Đi. Fan nạc này là fan nạc ở lần trước rồi. Cái fan nạc này, cái fan nạc là lần trước mà gọi là thằng kia qua đó, nó chưa có cập nhật các bạn ơi. Nhưng mà có cái hình này nè, hình như hình này hôm bữa mình chưa có coi. Có nhiều ảnh mới quá trời luôn rồi. Itachi Jenny. Bạn này là ạc của bạn Bashi Kesuke vẽ, chứ không phải bạn đó vẽ. Wow. Gì? Coi bạn Hư Đinh đi. Đầu tiên á. Hay thằng hai thằng Hi Ha lửa luôn hả? Ghê vậy. Đúng rồi. Ngoài... tưởng được làm tốt mà đâu ngờ. Đâu. Nhà thằng Hi Ha lửa cái có nó luôn kìa. Ơi, bây giờ mới để ý nha, hai thằng Hi Ha lửa nhà đối diện nhau luôn. Hello Hi Ha Flame. Jimmy à, qua đây sao vậy? Ui đang bực bội muốn chết đây nè. Sao dạ, có vụ gì mà ông bực? Thằng H1H4 á, không hiểu lý do tại sao tự nhiên cho thằng lửa chùa bên kia xây nhà kế bên tôi. À đùi, ý ông nói là Hi Ha Đét á hả? Ừ, Hi Ha lửa chùa, thằng nhái tôi đó. Ủa hai người khác nhau mà, cái đó là
lửa địa ngục, còn ông là lửa sao? Nói chung bà có nghe là trong làng nên chỉ có một hàng lửa không? Chết bà ơi. Trời ơi, cái gì đâu, lửa nào cũng là lửa, hi ha nào cũng là hi ha, tụi mình là phải biết bạn bè với nhau chứ. Trời ơi. Đúng rồi, anh em, tôi biết là anh em bạn bè rồi, chưa gì qua nó chửi tôi là hàng lửa chùa xong rồi nó kêu tôi cút đi. Mất dạy đó. Hi ha lửa này nó trẻ trâu quá, Jimmy ơi, thôi đi. Thôi tao đi qua nhà H1H4 đây tạm biệt mày. Ừ, qua bởi mày kêu H1H4 chuyển nhà hàng hi ha đét đó qua một cái chỗ khác đi. Thấy nhìn là tao thấy ứa ghen rồi. Nhìn là thấy ứa ghen rồi kìa Jimmy. Trời ơi, mệt mỏi mấy ông. Anh chữ này thì chứ có mấy ngôi làng thôi, có ngôi làng thôi, nhà xây nhà đâu cũng được đó chứ. Thì đã vậy còn cãi lộn cãi lự nữa, mệt mỏi thiệt. Thì quà kiếm hàng 1H4 coi. La 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 la. Ủa, hàng 1H4 nào ta? Hai hàng đều lửa, lửa khác nhau, làm như lửa giống nhau vậy. Chửi hàng kia lửa chùa. Lửa chùa, hàng lửa chùa, hàng lửa miễn phí hả? Đâu để coi coi. Vô 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 vô. Ôi, ủa, lần trước tôi nhớ là cái thằng kia là nó bị giam ở ngay đây nè. Ừ, tao giờ mất rồi. Ủa đâu ta? Mày thả nó rồi hả? Hai mươi bốn. Ủa mày thả cái thằng Hi Ha Pha Ke đâu rồi? Gì vậy mày? Tao có thả đâu, mày khùng à? Vậy chứ đâu, mày bước ra đây coi. Trời ơi, tao nhớ lần trước là tụi mày giam nó này, rõ ràng có cái lồng kính gì mà. À, tao thấy thằng đó để trước nhà tao, nó bị chiếm chỗ quá. Với lại tao không muốn để thằng mất dạy đó ở giữa làng tao, ở giữa nhà tao, mày hiểu không? Nên tao giam nó qua chỗ kia rồi. Ơi vậy? Mày giam nó ở chỗ nào, dẫn tao đi đâu? Ok, đi tao, tao sẽ dẫn mày đi. Hey, lần trước tao bực bội quá nên tao giam nó qua, tao kiểu như là cho nó bị phong ấn ở dưới cái núi á, mày hiểu không? Phong ấn dưới cái núi là phong ấn như Tôn Ngộ Không vậy hả ông nội? Nghe vậy cho nó thú vị thôi. Đi xuống đây, đi theo tao. Mấy thằng Pha Ke là phải làm gì đó. Kìa, đằng đẵng đang có thằng Hi Ha Thao Hóa nó canh kìa. Này nó cũng rảnh ghê ha. Ê Hi Ha Thao Hóa, làm gì vậy mày? H1H4 tới à. Tao đang canh nè. Trời ơi, mày cần gì canh đâu. Thằng này nó nay là được rồi, cần gì canh. Không có ai đi đâu, nó không có ra được cái chỗ này đâu mà canh, chứ chả canh mày đi về được rồi đó. Ủa vậy hả? Tao tưởng nó đi nên tao ngồi này tao canh nè mày. Trời ơi, cực muốn chết vậy, thôi tao đi về. Trời ơi. Thôi mày cũng rảnh ghê ha, mày canh, mày đặt canh nữa. Đó, nó trong đó kìa. À, con mắt mày thích thả không? Anh cho, thằng bị phách tao mày nhốt tao, mày chờ đó. Mười năm, 10 năm không trả. 10 năm không trả thì sao? Mày nói nhiều không? Mày yêu tao. Mày mới là hàng màu đen đó. Màu đen phong cách bầu than là như cái cục than nha mày mấy con. Không nha, màu đen là màu đen phong cách, màu đen đẹp trai, màu đen xanh đẹp. Màu đen Pha Ke. Màu đen Pha Ke. Không Pha Ke tao không. Hai tụi bay cứ chọc nó hoài vậy nha, tao đi về đây. Tao nhức đầu quá. Ừ đi về đi hả mọi bốn. Ok mày đi về đây. Ra đây chơi nè bạn, ra đây chơi nè bạn, sao trong đó vậy? Ủa, trời, không nói chuyện với mày hả? Mày nhảy được chúng mình không đó? Nè. Không nghe mắt không thấy. Mày có bị điếc đâu? Đợi cho người hết chửi tao qua cho loại tao đập mày luôn. Dạ được đi, tính mày Hi Ha Pha Ke kìa. Từ nay tao sẽ kêu mày là Hi Ha Mực nha. Ở Hi Ha Mực Mực lộn cá mày ơi. Dạ. Tao hát rồi chỗ này đây. Ủa hát luôn. Bây giờ nè, biết mày nào có cách này nè. Bây giờ mày hát cho tao nghe một bài đi. Giờ tao sẽ chỉ mày cắt hát vào chỗ này. Nó đập bẹt đó. Tao là bạn bè với mày. Tao hát cho mày nha. Ok nha, hứa nha, giữ lời hứa nha. Ừ, mày hát thử coi. Mày phải hát đàng hoàng nha. Mày hát mà giả vờ cái gì là tao để mày đây luôn. Tao bỏ đi luôn đó. Ừ. Mày hát để tao giúp mày ra. Hát đi. Jimmy là con heo nai. Jimmy là con bò ngu. Á đồ. Ăn cỏ xong mắt cỏ trên tiêu. Thằng Hi Ha Pha Ke này nó láo gì chứ. Thằng lâu lắm mới tin mày. Ý gì mày thật thả tao ra hả? Không em. Mày gì vậy? Mày trâu đó. Tao sẽ báo thù. Mày chờ. Mày là
mày hít nó nhiều không? Hít chọc không? Mày như nào? Tao đâu làm gì được đâu. Nè. Mày làm gì được? Mày trong đó đi, còn tao nè, tao đi thoải mái nè, mày đi được không nè? Giống tao nè, mày đi được không? Đi làm gì trong bờ đó, ở đây tao khỏe đó. Mày con. Rồi. Dạ. Làm đi tao. Nào giùm ơi. Ê, mày ăn hiếp Jimmy à? Không, tao ăn hiếp Jimmy, tao hát vậy nè. Jimmy là con bò ngu, Jimmy đi ăn cỏ, Jimmy đặt cục phân to đùng. Cái thằng pha ke, mày đã pha ke anh em tụi tao, mày còn vậy nữa hả mày? Mày xem sức mạnh của tao nè. Ôi trời ơi. À, mày hồi sinh lại hả con? Dừng tay, nóng. Đừng hả? Đó, tao sẽ cho mày thành con heo nái luôn. Hey, phun lửa. Mày cho tao lửa chùa hả mày? Mày lửa chùa nè. Lửa miễn phí. Miễn phí cho mày á, đống lửa này luôn mày ngu. Mày chửi tao hả? Tao biến cái chỗ của mày thành cái lò nung luôn. Tao cho mày nung mày trong đó luôn. Tao luyện tinh đơn mày luôn, thằng khốn nạn. Bốc lột. Được rồi, tội nó quá, được rồi, dừng đi. Mày còn kêu tao lửa chùa đó không? Lửa chùa đây. Ừ, nó lạ quá ha, đi ra phụ lâm em. Ha, cho nó lần này đó, tao đi về đây. Bực có bội à. Sống dai hành huyền thoại. Ha, mày còn sống dai hành huyền thoại đó mày. Bị chưa đã hả cưng? Ê, làm sao làm nó đi rồi, ông sợ không? Ai mà mày không làm gì cho tao? Mày Cúc gà. Làm gì được tao không nè? Trời, có chú mày bị nhốt ở đây. Mày đi kêu thằng ghét qua xử mày tiếp. Đi đâu nữa vậy? Lại đi kiếm người khác rồi. Mày tới số nữa rồi con, mày giết tao luôn rồi, mày đã tao như vậy sống không bằng chết. Mày giả dạng tao chơi. Tao không giả dạng mày, tao chính là Hi Ha. Mày vẫn còn kiên quyết mà mày là Hi Ha hả? Có trời biết đất biết đá biết sông biết tao chính là Hi Ha. Có mấy cái cục đó biết rồi chứ tao không biết, không có ai biết hết á. Tụi bay làm sao biết được tao là Hi Ha được? Vậy luôn, mong mày khôn mày đi giả dạng tao làm gì? Bởi vì tao là Hi Ha, tao không hề giả dạng nha. Mày ăn nói cho đàng hoàng nha. Ok. Mày được, không nói bậy được nha mày. Ok, có mày. Mày. Rồi vậy luôn á hả? Gì chừng nào ra được đi giờ tính nha anh bạn. Tức không? Tao làm gì được đâu. Cái thằng trẻ trâu như mày á, rồi một ngày á là sẽ bị trời phạt thôi, thằng pha ke. Mày giả mạo. Mày gì vậy? Thằng nào đâu, nào dám giả dạng. Thằng đầu xanh mỏ đỏ chứng tỏ mày là thằng trẻ trâu. À được, tao cho mày ngậm ngùi trên lửa này của tao. Cái này nó không nóng, nó lạnh quá. Láo hả mày? Lạnh quá. Nó bị gì luôn rồi? Nó chết từ từ rồi. Đập cái lửa này coi. Đập cái lửa này đi. Hi ha, đét. Ok, để đập cho. Sao nóng không em? Nó chết liên tục luôn rồi kìa. Chết luôn mày. Tao nghe nói cái miệng của mày bếp xếp làm tao nhức đầu quá đó. Bớt cái miệng lại đi mày. Miệng con cái sao bớt? Bớt làm sao vậy? Cầm mồm lại đi. Không có miệng trời sinh ra có miệng đó, mất gì tao phải cầm mày làm má tao hả? Mày là cha tao hay gì tao phải cầm lại hả? Ghê vậy sao? Cái thằng này nói nhiều quá, nhức cái đầu thiệt chứ. Mày cắt cổ tao cho cái lửa nó nằm trong đây nè. Nhìn nó rồi. Mày cứu rồi.
Ôi trời ơi, nhìn tội nghiệp thiệt chứ. Thôi được rồi, hành hạ nó như vậy thôi. Tôi đập hết mấy cái lửa này cái đã. Ừ, đập hết luôn đi, lỡ là đập 4 cái luôn. Rồi, ok, cảm ơn nhiều nha, nha đét. Trời ơi, bà hành hạ nó như vậy bà không, không thấy nó tội hả chị Bi? Tôi bay quá nó đi rồi. Làm gì anh? Mấy cái mỏ mày nữa không? Đừng có kêu nói ra, đừng có kêu nói ra. Lửa dùm người làm ảnh vừa nóng. Anh lỡ tao chưa? Không nói trong rừng khác nữa. Lâu, riêng mày là đâu, á đâu, thằng này lao. Nhìn ra cái lùm xác rồi lướt lên là le. Mày đúng mày đúng đó. Thằng trẻ trâu này mày lấu chót được chứ. Mày chuẩn bị nó dẫn tới đứa khác rồi, mày chuẩn bị nếm mùi lợi hại đi cái thằng Hi Ha Pha Ke. Cái gì nó lại dẫn tới nữa hả trẻ con đi? Tao không biết là sắp tới là nó dẫn thằng nào tới á. Đau đứa nào kẹo em đau với mày. Nó thằng đó đó, anh Ghi Ha Galaxy. Cái thằng giả mạo. Đúng rồi, nó đó, nó đó Galaxy, nó là cái thằng quậy bữa giờ. Đầu tiên là giả mạo tao, xong rồi nó còn phá làng của tao bên làng sinh tố á, xong rồi nó qua đây nó báo nữa đó. Bị tụi tao bắt bữa giờ. Mày đừng có mà nói tiếp nha, tao không phá vậy mày. Mày đừng có nói sờ lơ vậy mày. Bao giờ mà đến mày được mày xin tí ai mày nhóc ác bà kè kè. Tao cứ nói làm sao, tuy là mày mặt đó nhưng mà không sợ đâu. Được, vậy tao cho mày xem sức mạnh nè. Quả cầu năng lượng Galaxy. Ăn vô tao hộng mày đi. Mày nói nữa. Tiểu à, mày xỉu, tao đánh cho mày tỉnh lên. Tỉnh dậy con. Tiểu à, tỉnh dậy con. Mày ác dữ, người xỉu người ta đã không còn sức phản kháng mà quýnh nữa. Ừ, mày càng không phản kháng là mày cái miệng của mày phản kháng là mày đó, chứ mày tay mày đâu có phản kháng đâu. Nói nhiều cho mẹ thêm cục nữa nè. Nói nhiều. Tao có nói gì đâu, tao im lặng mà mày quýnh tao. Ai cho mày im lặng kia gì hết, tình thường tao hả mày? Mày nhảy không? Mày ý kiến đi, ý kiến nữa. Mày cẩn thận nha mày. Mày mà kẹo đó cho mày thì đừng có chết nha. Xin lỗi cho mày đây. Ha ha ha, chú con. Xin lỗi du me. Ha ha, du me. Nói tay một chữ là ăn một cục. Cục. Nghe chưa? Nói đi hoài mày nhóc. Xin lỗi giùm ngu. Xin lỗi giùm mày. Thầy thằng này nó lì quá. Em đi qua bển em kêu thằng Hi Ha Net qua đây đi. Nghe nói là nó là thằng mới đó. Thì qua đây nữa đi. Anh với nó kết hợp lại xử thằng này mới được. Mày im lặng cho tao nha mày. Trời ơi, mày hành hạ nó như vậy trong nó tội thì đó Galaxy à. Cho nó thấy mày hành hạ nó vậy là không có nên. Mình là con người, mình không được hành hạ nó như vậy, đúng không? Đúng không mày, thằng kia? Mày thấy không? Mình không hành hạ nó kìa. Mày nhìn kìa, nó chạy trâu không? Nghĩ làm sao mà nó đập ra. Ồ, mày tới à. Được rồi, bây giờ mày dùng cái lửa thiêu cháy của mày. Mày đặt vô trong đó cho tao coi. Đừng, mình to xỉu rồi, đừng đặt nữa. Ok, để tao đặt cho. Mày khỏi xỉu mày. Nổi lửa lên. Mày nói đi, nhanh lên, xin lỗi cho mày. Xin lỗi cho mày. Trời ơi, cho thấy trong nó tội nghiệp quá. Mày cẩn thận tao đó. Nó xin lỗi đây, lẹ đi. Cái bọt hai thằng tao tha. Để tao đứng tao nghe mày xin lỗi tao. Khó chịu đi chứ. Xin lỗi đây mày. Hên cho mày hôm nay. Thôi không. Tao cho mày một cục nữa. Kính thưa ST xí giận IUM À, đánh giận. Chị mời xích ra để tôi cho nó ăn một cục cái gì mày. Nhanh, xin lỗi chị Dâm Mây xinh đẹp. Không có kính thưa gì mà khỏi chế lại thay mày. Không có mượn. Chị Dâm Mây xinh đẹp. Rồi sao nữa? Mày tự biết xin lỗi là sao? Chị Dâm Mây xinh đẹp, ngày hôm nay em có chuyện buồn muốn báo với chị. Chuyện buồn chị không sống được lâu nữa đâu. Kêu cái thằng Hi Ha Net cho mày thêm một cục lửa đó không? Không, mất thời gian với mày nãy giờ nhiều rồi đó. Dâm Mây quá nè, một cục nữa. Ai vậy, tao xin lỗi như vậy mày không chịu.
Đúng rồi, xin lỗi Liên Hoàng Châu. Hôm nay tao để thành tâm xin lỗi Jimmy. Cũng mong Jimmy ở nơi xa. Mày xin lỗi người ta mà mày kêu chúng tao vậy hả? Cho mẹ một cục mất nữa. Kính thưa chị Jimmy, ngày hôm nay em đã biết lỗi của mình rồi. Kính mong chị tha lỗi cho em. Rồi. Em cười vô cái mặt mày. Ốc đó, thôi đi về đó Jimmy. Tao cũng đi về đây. Tao cũng đi về đây. Thôi đi về đó, cho nó ở này đi. Thôi ở này vui vẻ nha. Bạn pha đà bà ra ke. Má mày. Chửi chửi. Má mày á, mày chửi má người ta mày mất dạy. Lôi phụ huynh ra mày. Đi thôi chứ mày ơi. Bye bye nha. Pha ke đen xì lì. Hôm nay nó bị hành hạ đã cái nư thiệt luôn á mấy bạn ơi. Ôi trời ơi, thôi đi về làng coi. Hôm nay hành hạ cái thằng Hi Ha Pha Ke kia vui thiệt chứ hả cho mày. Ừ, đúng rồi đó. Ủa, tôi ơi. Tôi nè, nó bắt tôi nè. Cho mày. Cho mày. Thôi. Thôi ra. Thôi ra mày. Mày. Ây da da da. Cứu ơi. Đập Huy lọt xuống. Đập Huy lọt xuống. Ây da. Cứu Huy. Ây da. Sao mày xuống. Rồi rồi. Chạy. Mày. Mày nào. Cút được. Đây. Chạy nhanh đi. Ê, đồng đội mày đi hết là kệ Nguyên luôn. Ôi. Chạy. Mày. Sao bị bắt vậy? Trời ơi, nó đô vô lúc mày đi á, tụi nó phá làng, phá sớm hết luôn rồi. Trời ơi, nó phá nhà tao nè, tao đang xây lại cái nhà của tao nè. Trời ơi, tao cũng vậy nữa nè. Trời ơi, bây giờ mày có cách nào ngăn chặn nó lại không? Trời ơi, tụi tao đang bắt được cái thằng chùm băng, chùm sỏ của cái băng của nó rồi. Là cái thằng Hi Ha Pha Ke á, tao bắt nó đang đi giả. Gì? Cái nhà của tao đây có tao giả. Ôi, cái gì ơi? Dừng tay lại, mấy kia. Rồi. Rồi xong luôn. Ôi, tụi mày khùng quá. Tụi mày đã giữ thành chứng tim của tao. Bây giờ tụi mày hả nó ra mau không? Không là tụi mày sẽ phải gọi là trả giá đó. Đây là lời cảnh báo. Ông dạy đó. Trời ơi. Mấy cái thằng trẻ nhau. Ui. Nổ rồi kìa. Rồi. Ui rồi ơi. Nó cứ lộng hành hoài á. Ôi mày chờ đó. Tao sẽ bắt tụi mày y chang cái thằng trưởng làng của tụi mày luôn. Vậy bây giờ sao đây? Chúng ta phải cần lập cách để xử bọn này mới được. Tụi nó lộng hành quá rồi.